tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về hình dáng và giá trị của các nốt nhạc, nhịp phách và một số tiết tấu thường dùng trong tất cả các cái nhịp phách đó. Đầu tiên mình sẽ để một cái hình ở trên màn hình, các bạn có thể nhìn thấy gồm 7 hình dáng của các nốt nhạc, gồm nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc đôi, nốt móc 3 và nốt móc 4. Thì đây là trường độ của các nốt nhạc. Thì trường độ là gì? Các bạn biết là trường là dài đúng không? Độ thì đấy là độ dài, trường độ chính là độ dài, độ ngân dài giữa các nốt nhạc. Thì mình biết là mình đã để ở dưới đấy, một nốt tròn sẽ bằng hai nốt trắng, tức là cái độ ngân giữa nốt tròn nó sẽ bằng hai lần độ ngân giữa hai nốt trắng, thời gian ngân ấy. Rồi thời gian nghỉ của các nốt nhạc này nó gấp đôi nhau như vậy. Rồi tiếp đến, một nốt tròn sẽ bằng hai nốt đen, rồi một nốt đen sẽ bằng hai nốt móc đơn, một nốt móc đơn lại bằng hai nốt móc kép, một nốt móc kép thì lại bằng hai lần nốt móc ba, một nốt móc ba thì sẽ lại bằng hai lần nốt móc bốn. Như vậy cái cấp số đây là cấp số 2, các bạn cứ nhân đôi đi thôi. Như vậy là nếu mà một nốt tròn mà mình muốn đổi ra nốt đen thì sẽ là bằng mấy nốt đen? Là bằng 2 nhân với 2 và bằng 4. Rồi, khá là đơn giản đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn, đó là nhịp và phách. Thì các bạn đã biết là nhịp và phách là một cái thứ rất là quan trọng trong một bài hát. Các bạn nghe bài hát, các bạn biết bài hát đấy giai điệu nó như thế nào, tại sao nó lại ngân, nó lại nghỉ như vậy, thì đó là do nhịp phách quyết định. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn các loại nhịp thông dụng nhất mà chúng ta hay dùng, có thể để kể đến như là nhịp 2-4, nhịp 3-4, nhịp 4-4, nhịp 6-8 và nhịp 3-8. Đầu tiên chúng ta phải hiểu thế nào là nhịp đã. Nhịp nó chính là cái thời gian giữa hai cái vạch nhịp mà các bạn nhìn thấy ở trên khung nhạc kia, nó được chia đều ra bằng nhau. Tức là cứ hết một ô nhịp này đến một ô nhịp kia thì cái thời gian ngân giữa hai cái ô nhịp đấy nó là bằng nhau. Thì đó người ta gọi là một nhịp. Và hai cái gạch đấy thì gọi là hai vạch nhịp. Cái độ dài giữa vạch nhịp này và vạch nhịp kia thì người ta gọi là trường canh. Rồi, khi các bạn thấy một kết thúc một cái bài hát hay là kết thúc một cái đoạn nhịp thì người ta sẽ dùng hai cái vạch kép. Hai cái vạch kép này có tác dụng là kết thúc một cái đoạn nhạc đấy. Rồi, hoặc là đổi nhịp, tức là đang viết ở ô nhịp này mà người ta lại muốn chuyển sang ô nhịp khác thì người ta sẽ dùng hai cái vạch đó để kết thúc cái ô nhịp đó. Rồi khi kết thúc một bài hát thì người ta sẽ dùng một cái nốt gạch mỏng và hai cái nốt gạch đậm hơn để kết thúc bài hát đó. Để các bạn có thể nhìn thấy bản nhạc và các bạn có thể hiểu được một vài cái ký tự ở trên cái bản nhạc đó trước. Rồi, bây giờ mình sẽ nói đến phách. Thì nhịp, các bạn biết nhịp chính là thời gian. Cái thời gian giữa hai cái vạch nhịp đó nó bằng nhau. Từ ô nhịp này đến ô nhịp kia nó bằng nhau. Thì bây giờ phách là cái gì? Phách chính là cái đơn vị để đo cái thời gian đó. Giống như kiểu là bây giờ đơn vị đo độ dài là mm chẳng hạn, cm. Thì độ dài đó chính là nhịp. Còn mm ấy chính là đơn vị để đo độ dài. Thì đấy chính là sự khác biệt giữa nhịp và phách. Thì phách thì nó có phách mạnh và phách nhẹ. Nó sẽ phụ thuộc vào cái số chỉ nhịp chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu đến bạn nhịp 2-4. Thì các bạn viết như bình thường đó là 2/4 đúng không? Thì giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái số ở trên và số ở dưới nghĩa là gì nhé. Đầu tiên cái số ở trên. Số ở trên có ý nghĩa là trong một ô nhịp sẽ có bao nhiêu phách. Đó. Còn số ở dưới sẽ là mỗi phách chỉ tương ứng với lại cái nốt nhạc nào. Đây, bây giờ mình sẽ giải thích nhé. Mình ký hiệu cái phân số nhịp đó là A/B đi. Thì A chính là trong một cái ô nhịp đấy. Đây, trong một cái ô nhịp như vừa nói đấy, hai cái vạch nhịp đấy. Đúng chưa? Thì trong một cái ô đấy nó sẽ có bao nhiêu phách. Và rồi cái B ở bên dưới chính là mỗi phách thì tương ứng với lại cái nốt nào. Rồi, thì bây giờ mỗi phách tương ứng với nốt nào thì sự tính như nào được sử dụng theo cái công thức này. Các bạn sẽ lấy nốt tròn. Ví dụ nhịp 2-4 thì cái số 4 đấy chính là một nốt tròn sẽ bằng giá trị trường độ của 4 nốt nào. Thì cái nốt đó chính là mỗi phách sẽ tương ứng với nốt nào đấy. Thì các bạn đã biết là một nốt tròn thì bằng hai nốt trắng đúng không? Một nốt trắng lại bằng hai nốt đen. Như vậy một nốt tròn sẽ bằng 4 nốt đen. Thì cái số 4 ở dưới đấy cho chúng ta biết là một nốt tròn bây giờ sẽ bằng 4 nốt đen.
Thì như vậy, nốt đen chính là đơn vị của phách ở đây. Tức là mỗi phách sẽ tương ứng với một nốt đen. Rồi, còn ở trên mình đang lấy nhịp 24 thì cái số 2 ở đây chính là mỗi phách sẽ mỗi ô nhịp sẽ có hai phách. Rồi, số dưới số 4 thì chúng ta biết là mỗi phách tương ứng với một nốt đen. Rồi như vậy thì chúng ta cứ thấy số 4 thì chúng ta sẽ biết là mỗi phách đây là mỗi phách sẽ tương ứng với một nốt đen, rồi thì chúng ta sẽ có nhịp gì? 24 này, 34 này, 44 đó. Rồi thế bây giờ đến cái nhịp 6 8 thì sao? Con số 8 ở đây thì như mình đã nói đấy. Số 8 ở đây chính là một nốt tròn có giá trị trường độ bằng 8 lần nốt nào. Thì bây giờ chúng ta lại tính tiếp thôi. Một nốt tròn bằng 4 nốt đen rồi nhá. Một nốt đen lại bằng hai nốt đơn, thì như vậy là một nốt tròn sẽ bằng 4 nhân với 2 và bằng 8 nốt đơn. Vậy bây giờ thì chính nốt đơn sẽ là giá trị của phách. Đó, nhịp 6 8 thì số 6 sẽ là trong một ô nhịp sẽ có 6 phách và mỗi phách sẽ tương ứng với một nốt đơn. Rồi, rất là đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái tiết tấu như sau. Tiết tấu của nhịp 24. Thì các bạn đợi mình chút. À, mình quên mình chưa nói. Đó là cái phách mạnh và phách nhẹ trong mỗi cái nhịp này. Đầu tiên nhịp 24 nó có hai phách đúng không? Số 2 đã cho nó biết là một ô nhịp sẽ có hai phách, thì phách đầu tiên sẽ là phách mạnh. Chúng ta sẽ dậm tay như sau. Nếu nếu chúng ta coi một cái nốt đen làm bằng một cái đi lên, đập tay xuống và một cái đập tay lên, thì nhịp 24 nó sẽ có mấy lần như thế? Có hai lần đúng không? Một này, hai này, đó. Thì phách đầu tiên sẽ là phách mạnh, chúng ta sẽ đập mạnh hơn bình thường. 1 2 đó. Rồi đến nhịp 3 4. Nhịp 3 4 thì số 3 cho chúng ta biết là trong một ô nhịp sẽ có 3 phách. Mỗi phách cũng sẽ tương ứng với một nốt đen. Rồi thì nhịp 3 4 phách đầu tiên sẽ là phách mạnh, hai phách sau sẽ là phách nhẹ và chúng ta sẽ đếm đập như sau. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 cứ như vậy đến hết bản nhạc. Rồi, nhịp 4 4 số 4 cũng cho chúng ta biết là trong một ô nhịp sẽ có 4 phách và chúng ta sẽ phải đập 4 lần. Tương ứng với mỗi lần đó là một nốt đơn, đó là giá trị của phách. Rồi, thế chúng ta sẽ trong nhịp 44 thì phách đầu tiên và phách thứ 3 là phách mạnh. Trong đó phách đầu tiên thì mạnh hơn phách thứ 3 một chút. Phách thứ 2 và phách thứ 4 sẽ là phách nhẹ. Chúng ta sẽ đập tay như sau. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 là mình sẽ hướng dẫn các bạn tiết tấu của một bài hát. Thứ nhất, các bạn phải hiểu tiết tấu là cái gì. Tiết tấu chính là các nốt giai điệu đi kèm với lại nhịp phách để sinh ra giai điệu của bài hát. Thì khi các bạn nghe tiết tấu, các bạn sẽ biết được bài hát đó nó nhanh hay nó chậm, hay nó rời rạc, hay là giữa các nốt này nó sẽ ngân nhau như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại cho các bạn về phách phách mạnh và phách nhẹ nhé. Đầu tiên là phách phách mạnh nó sẽ đặt ở đầu các ô nhịp. Rồi, phách mạnh, nếu như mình là phách mạnh, đặt ở đầu các ô nhịp. Bây giờ mình sẽ nói về nhịp 24 trước, tiết tấu của nhịp 24 trước nhé. Mình sẽ lấy bài ví dụ là bài Thật Là Hay. Thì bây giờ nhé, mình sẽ nói lại cho các bạn này. Khi một phách đập xuống, mình quy định là một phách đập xuống và một cái nhấc lên là một tròn là một nốt đen đúng không? Rồi thì nốt đen các bạn biết là bằng hai nốt đơn đúng không? Thì bây giờ mình đập xuống một cái chính là một nốt đơn. Mình nhấc lên một cái chính là một nốt đơn. Rồi các bạn chú ý theo dõi cái tay của mình. Mình đánh này. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích tại sao mình đánh như vậy. Mình sẽ đập tay được như vậy mà mình đánh tay này được như vậy. Đầu tiên này, nghe véo von tức là son lá son đúng không? Thì son lá thì hai nốt đơn. Thì mình sẽ mà cái nốt đầu tiên là nốt son, nó sẽ là phách mạnh nên chúng ta sẽ đập xuống lá chữ chữ này. Cái nốt la này chúng là phách, là nốt đơn, thì chúng ta sẽ nhấc tay lên này. Rồi son đập xuống là phách thứ hai, rồi nhấc lên bởi vì nó không có nốt nào nữa. Rồi đến tiếp tục nốt son ở ô nhịp thứ hai là phách mạnh, chúng ta đập xuống. Đó, trong
trong vòm cây lại nhấc lên. Rồi. Rồi đến nốt đò tiếp theo là phách mạnh thì chúng ta đập xuống. Hoa mi với chim oanh. Rồi, chim cái chữ oanh này. Cái chữ oanh này nó là một nốt trắng, nó có giá trị bằng hai phách thì chúng ta đánh xuống nó là phách mạnh luôn. Đó, đủ hai phách. Đánh xuống này là một phách, nhấc lên là một phách này. Đánh xuống này, nhấc lên là được một phách này. Và đánh xuống, nhấc lên lại được một phách nữa. Được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã đánh xong cái ô nhịp nhịp 24 này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến nhịp 34 nhé. Mình sẽ lấy bài chắc cái đó sẽ về của Sơn Tùng. Thì các bạn biết nhịp 34, phách 1 là phách mạnh, phách thứ 2 và phách thứ 3 là phách nhẹ, và nó sẽ như này. 1 2 3 1 2 3 1 2 3, nó cứ như vậy đến hết bài đều đều đấy. Mình đánh bài anh tìm nỗi nhớ và mình giậm tay luôn nhé. Rồi hết. Mình giải thích này. Chữ đốt mi này là một phách và chúng ta sẽ dậm xuống bởi vì nó là phách mạnh. Đấy. Đây là hai phách, là phách thứ hai, phách thứ ba đấy. Đấy, chữ nhớ này là phách mạnh. Thì chúng ta sẽ đập một cái xuống và nó đằng sau bạn nhìn thấy một cái nốt tròn tròn đằng sau đúng không? Đó chính là dấu chấm dôi. Nó có giá trị là nó cộng thêm 1 phần 2 giá trị trường độ của nốt nhạc đứng trước nó. Nốt nhạc đứng trước nó là nốt trắng có giá trị là hai phách, mà bây giờ nhịp của chúng ta là nhịp 3 4 thì phải thiếu một phách đúng không? Nên người cái phách này nó sẽ bằng 1 phần 2 cái phách đằng trước. Bằng 1 phần 2 cái đằng trước tức là bằng bằng một phách nữa. 1 cộng với lại 2 thì bằng 3 phách đúng rồi. Đó. Thì chúng ta sẽ đánh này, đến chữ nhớ là chúng ta đánh này. Nhớ 2 3 xong rồi lại gì? Chữ anh. Chữ anh là nốt mi, lại là phách đầu tiên của ô nhịp. Lại là phách mạnh, chúng ta đánh là 2 3 hết. Rồi. Quá khứ nó giống hệt như cái chữ nhớ ấy, nó cũng có 3 phách. Ô nhịp nào cũng sẽ có 3 phách. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Nhớ cho mình phách nhất là phách mạnh nhấc lên, phách thứ hai và phách thứ ba là phách nhẹ. 2 này, 3 này. 1 2 3 1 2 3. Rồi, tiếp theo là nhịp 44. Mình sẽ lấy bài Anh đợi em được không của Mỹ Tâm. Rồi, cái bài này viết ở nhịp 44 thì các bạn mình giới thiệu các bạn trước ấy. Nó được cái nhịp 44 nó được viết tắt là chữ C. Thì thay vì viết nhịp 44 ở đầu như bình thường thì người ta sẽ viết chữ C ở đầu ô nhịp này. Rồi. Đó, thì khi nhìn thấy chữ C thì các bạn sẽ biết đây là nhịp 44. Nhịp 44 thì phách 1 và phách thứ 3 sẽ là phách mạnh, phách 2, phách 4 và phách nhẹ này. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đấy, cứ đến chữ 1 và 3 là mình nhấn, được chưa? Bây giờ mình sẽ đánh cái bài này. Mình cóp được như thế này thôi. Mình lấy ví dụ mẫu một đoạn, tức là bây giờ các bạn chỉ cần nhìn thấy từ đêm nay đến chữ bao nhiêu điểm muốn nói mình phân tích này. Đêm nay là đêm cuối, chữ đêm là phách mạnh đúng không? Thì mình đánh xuống. Rồi, đánh xuống. Đêm đây. Chữ này đến đây là được mấy phách rồi? Đến đây là được 3 phách rưỡi rồi. Đến cái chữ hai kia là một nốt đơn nữa là cộng vào là đủ 4 phách. Được chưa? Thì chữ đêm và chữ cuối nó sẽ là phách mạnh. Thì các bạn nhìn thấy đến mình đánh chữ đêm này, mình đánh chữ cuối mình sẽ đập xuống nhé. Cuối đó. 1 2 3 4 1 2 3 4. Đêm nay là đêm cuối đó. Được chưa? Rồi. Xong lại gì? Hai ta, chữ ta là rơi vào phách mạnh đầu tiên, chúng ta lại đánh xuống. Rồi, hai
hai ta gần nhau, chữ nhau cũng là phách mạnh và chúng ta sẽ lại đánh xuống là đó là phách thứ ba. Rồi cách thứ ba này, nhưng mà bây giờ hai ta gần là hai lốt đơn thì mới được một phách, đúng chưa? Chữ nhau lốt trắng kia là hai phách, là ba phách, và cộng mấy cái lốt chấm dôi đằng sau bằng một nửa lốt lốt trắng kia là một phách nữa là bốn phách. Rồi đó, rồi có biết bao nhiêu điều. Có là phách đầu tiên của ô nhịp thì là chúng ta đánh xuống. Được chưa? Chữ nói này, chữ nói nó là lốt tròn. Nó có giá trị là 4 phách. Nói 1 2 3 4. Rồi, đánh cho bạn đếm đủ 1 2 3 4 là thôi. Được chưa? Rồi, thì đây là video chia sẻ của mình về một vài cái tiết tấu cơ bản của các nhịp 2 4 3 4 và 4 4. Thì rất mong các bạn hiểu được phần nào, bởi vì nó sẽ không đầy đủ được 100%, bởi vì có rất nhiều những cái khác mình chưa nói đến ở video này. Thì chúc các bạn luyện tập đầy đủ và các bạn tiếp tục theo dõi các video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Mình để cái bộ video bài tập ở bên dưới video này, thì các bạn nhớ nhấn bài tập và làm nhé.